trên, sư phụ mong là với sự cố gắng bản thân con có sẵn và sự giúp đỡ của bạn bè, của những anh chị mới quen trong nghề, những người thầy khác nữa, con sẽ có được một vị trí như con mong muốn. Đó chính là cái tọa đàm sẽ nghe tặng cho chuyên nhiệm. Dạ vâng ạ. Những giai điệu của ca khúc chúc mừng sinh nhật đã vang lên. Và bây giờ dưới chúng ta sẽ cùng hát thêm một bài để chúc mừng sinh nhật cho chuyên nhiệm, đúng không ạ? Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những bậc chiến của chúng ta, chuyên nhiệm. À, có một phần quà từng Mr. Đàm dành tặng cho con chào của mình đó ạ. Đoạn này thì Quang Huy mời mọi người hát một đoạn chúc mừng sinh nhật cùng với chương diễn, đúng không ạ? Quang Huy hát hơi giỏi, mình bắt trước kìa. Happy birthday to you. Thể hiện những cảnh nóng lần này á, Diễm nghĩ là nó không quá là táo bạo hoặc là không quá bị thô đâu. Diễm nghĩ là nó hết sức là khéo léo, nghĩa là Diễm cho nó là rất là đẹp và thể hiện được chính xác tinh thần và cũng như là tính chất của bài hát, cũng như là một cái sự nồng nhiệt trong tình yêu vậy. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.